Xin chào các bạn. Video này thì mình sẽ không review chiếc máy nào cả đâu. Mình chỉ nói một chút về cái tính năng chống nước của chiếc Kindle Paperwhite 4. Hơi thú vị là chiếc Paperwhite 4 là chiếc máy ở phân khúc giá rẻ, thế mà Amazon lại trang bị được cho chiếc máy của họ một cái tính năng mà nó chỉ xuất hiện ở những dòng máy cao cấp, đấy là tính năng chống nước. Không có hãng nào làm được cả ngoại trừ Amazon. Vậy thì thử xem là với một thiết bị giá rẻ và có tính năng chống nước thì Amazon đã làm như nào. Nhân tiện thì đây là một chiếc máy nó bị mình chưa biết rõ nguyên nhân là bị chết pin hay là chết main, nhưng mà nó đang tình trạng như thế này. Thì cái tình trạng này thì mình gặp ở một vài chiếc Paperwhite 4 trước đây rồi. Và những bạn nào đang dùng Paperwhite 4 nói riêng và máy đọc sách nói chung thì nên lưu ý hạn chế tối đa cái việc mà để máy bị kiệt pin. Như chiếc máy này bây giờ cắm sạc nó còn không sáng đèn cơ. Đó, chiếc Paperwhite 3 sáng đèn ngon lành. Cắm sang chiếc Paperwhite 4 in ra không có sáng gì cả. Đấy, chứ chưa biết là chết pin hay là chết nguồn đấy nữa. Đây, phần một cục to này là cục pin của chiếc Paperwhite 4 này. Dung lượng là 1500 mAh, lớn hơn dung lượng của các dòng Paperwhite trước đây. Còn đây là phần main. À, nói thêm một chút thú vị ở chỗ này, đấy là nếu như những chiếc máy khác, nếu mà đã làm người ta làm về gọi là tính năng chống nước ấy, thì nó sẽ không đơn giản như này đâu. Chắc chắn là không đơn giản như này. Nó không chỉ có một cái phần gioăng cao su ở đây và giữ để gọi là chống thấm nước vào. Đấy. Bởi vì như này thì chắc chắn là ngâm nước, chuẩn chống nước của chiếc Paperwhite 4 là IPX8, tức là có thể chịu được ngâm trong nước ở độ sâu 2m trong vòng 60 phút. Đấy thì các bạn hình dung là nếu mà ngâm nó đã có kẽ hở thế này thì kiểu gì nước nó sẽ vào. Cho nên là cách mà các nhà sản xuất khi mà làm về tính năng chống nước đấy là dùng keo đấy, để chống nước cho thiết bị của họ. Nhưng mà ở đây chỉ dùng gioăng thôi, gioăng thì chắc chắn nó sẽ có độ giãn nở. Và khi mà giãn nở thì nước nó sẽ ngấm vào từ từ. Trên là cái cách mà Amazon làm chống nước thì thứ nhất là một cái phần gioăng bọc lấy cái nằm ở giữa cái phần khe tiếp giáp giữa cái phần màn hình và cái phần mặt lưng. Đấy cái phần gioăng cao su này các bạn này. Đấy, đây là cái dòng gioăng cao su này, thấy chưa? Đấy. Thế còn thứ hai là họ làm ở đây gì? Đấy là những cái chỗ mà cái chân socket này, những cái chỗ mà gọi là điện có thể dò rỉ ra thì họ bọc thêm một cái lớp cao su ở đây. Ví dụ như cái chỗ trong trong này các bạn này, mình sẽ chỉ này. Cái chỗ trong này, đấy, đấy là cái lớp keo giống như kiểu keo nến ấy, người ta nhỏ vào đây để bọc hết toàn bộ những chỗ này, nước không thể tiếp xúc được. Thứ hai là tất cả những cái chân socket này, những cái chân socket này thì Amazon đều làm cái phần nhựa bọc vào ở đây. Đấy, tức là gần giống như kiểu hàn chết ấy, nhưng mà hàn chết bằng nhựa. Đấy, hay như đây là phần pin, chân pin. Cái socket này, cái này thì được bọc thêm một lớp cao su ở ngoài nữa để gọi là nước không bị tiếp xúc vào cái phía trong. Thế nên ấy, đấy là về cơ bản thì nó được gọi là chống nước hai lần, một lần là bởi cái gioăng cao su đấy. Và nếu như nước chẳng may lọt vào trong cái phần này khi mà đã chảy qua cái gioăng cao su rồi thì nó sẽ không tiếp xúc được với những cái phần mà có thể gây bị chập mạch. Tuy nhiên cái cách làm chống nước này nó có một cái nhược điểm là gì? Amazon chỉ nhỏ được, chỉ gọi là bọc cao su được những cái chỗ mà tiếp xúc và tạo ra cái dòng điện ở đây. Đấy, những cái mạch, đây là pin này, đây là đèn này, đây là mình đoán là cáp màn hình này. Đúng rồi, chính xác, đây là cáp màn hình này, cáp hiển thị đấy. Còn đây thì mình có thể là cáp cảm ứng. Đấy thì tức là người ta chỉ tiếp bảo vệ những cái phần này, còn rất nhiều những cái chip, những cái vi mạch ở đây. Và nếu như chẳng may nước nó lọt vào cái khe này và nó sẽ ngấm dần dần vào đây, khi mà lâu ngày thì rất có thể những cái chip này nó sẽ bị ẩm mốc hư hỏng. Cho nên lời khuyên của mình đấy là các bạn đừng có nên đem cái chiếc máy này đi mà test nước hay là vào nhà vệ sinh rồi đi tắm rồi đi bơi các thứ. Về lâu về dài thì chắc chắn nó sẽ có ảnh hưởng đến cái thiết bị của các bạn. Cái tính năng chống nước đấy nó chỉ hỗ trợ để gọi là giảm thiểu rủi ro thôi, chứ không phải để các bạn mà gọi là ngâm nước. Mình sẽ thử tháo cái pin này ra để các bạn biết nó sẽ như nào. Sẽ cần phải có một cái dao đầu nhọn một chút và tương đối sắc. Mình sẽ tháo thử cái cáp. Nó sẽ có một lớp cao su bọc lấy xung quanh cái phần tiếp xúc đấy. Đã xong.
hiện tại là như này, và mình chưa biết được là chiếc máy này nó bị hỏng pin hay là hỏng main, thì mình sẽ đầu tiên là thay pin trước đã. Bởi vì nếu mà thay tháo main ấy thì sẽ phải tháo toàn bộ những cái gioăng cao su này, nó sẽ rất là mất thời gian. Thì mình sẽ thay một cục pin mới vào trước đã, hy vọng nó thay hỏng pin thôi thì nó đơn giản hơn. Ok, như vậy là lắp cục pin mới vào xong, mình thử xem nào. Sáng đèn rồi. Như vậy là chiếc này chỉ có chết pin thôi chứ không có bị hỏng main. Trên tóm lại video này thì vẫn phải nhắc lại các bạn, đấy là hạn chế tối đa hai thứ. Thứ nhất là để thiết bị của mình bị kiệt pin, và mình vẫn khuyến cáo khách hàng của mình đấy là pin Kindle trong khoảng từ 40-80%. Và không chỉ Kindle mà các thiết bị điện tử bây giờ sử dụng pin lithium trong khoảng từ 40-80% là có thể cắm sạc được, và thậm chí là cắm sạc trong khoảng đấy là nó sẽ tốt cho cái tuổi thọ của pin. Cái thứ hai là Kindle Paperwhite 4 nói riêng và tất cả các thiết bị điện tử chống nước nói chung thì các bạn vẫn nên hạn chế cái việc mà tiếp xúc nước. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video.